người đây anh ơi, đổ người đi. Lên nốt đi anh ạ. Làm lối mới.
chưa? Không phải lấy chỗ này nhà ông toàn nuôi vịt không rồi nhỉ? Chỗ này nhà ông toàn nuôi vịt không rồi nhỉ? Chỗ này ra nghỉ đấy. Xe Cường đang tiến vào đây các bạn nhé. Rất là đông những chiếc xe. Lùi đây, lùi đây. Ấp Cường lùi đấy. Mua nhà được khá là quốc phòng. Các cái xỉ trạc thì sẽ được sàn lấp ao ở trong trang trại các bạn nhé.
chiếc xe được trang bị quạt lốp khá là to các bạn nhé. Quạt lốp là 825/16 các bạn nhé. Cho những cái chuyến đất rất là được nâng niu cẩn thận các bạn nhé. Xe được trang bị một cái gương rất là to đây, vừa soi gương được vừa chiếu hậu được các bạn nhé. Theo chân chiếc xe của cụ ông ra khu ruộng đổ ven các bạn nhé.
bình thùng các bạn. Không xỉa ra thì sẽ bốc đầu các bạn nhé. Đấy, chị lấy cái đất em lấy cho chị. Chưa chịu xuống các bạn. Bán bè các bạn nhé. Bán này đi chở nghệ đây. À, bán này để tăng cái diện tích thùng đây này.
xe được trang bị lúc sau khá là lớn các bạn. Con này cần rất là cao. Tiến này nó lún đều được mà. Nó lún đều được mà. Xe chót lọt thành công luôn. Tiếp tục là chuyến xe nữa. Một chiếc xe gầm cao máy thoáng chở 2,5 khối gạch chạc các bạn nhé. Những chiếc xe được trang bị máy 36 và lốp cực to 825/16 các bạn nhé. Chiếc xe của anh Thuấn rất là tinh quay.
bạn đã xem video nhé. Còn lốt chuyến cuối các bạn nhé. Bà bác tài xế sẽ được nghỉ thưởng thức món trứng cây nhà lá vườn. Bà chủ khen là xe nào của anh đổ ngon. Ngày hôm nay rất là vất vả. Con đường đi nó rất là khó các bạn nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn những video sau nhé.
cái con đường đi ra ngoài đồng cho bà con nông dân các bạn nhé. Xe công nông. Ngày hôm nay cái tay quay của mình nó hết pin các bạn nhé, hơi rung một chút. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại bạn những video sau. Thank you.